Và tại sao tôi có thể khẳng định với các bạn học ở Việt Nam về sale, học của ông White là hay nhất rồi, bá đạo nhất rồi, và các bạn cũng chả cần phải học thêm ở đâu đâu. Tôi rất tự hào và tuyên bố với các bạn thì điều này, và tôi có căn cứ. Căn cứ đơn giản là tôi có gần 20 năm kinh qua trong nghề sale hơn bất kỳ diễn giả nào đang ở Việt Nam. Có rất nhiều người đang ở trong nghề sale nhưng thú thật họ chưa bao giờ xuống phố để bán hàng, thì chưa phải dân sale chính hiệu. Chúng tôi có một cái thuật ngữ là dân field, là cái dân mà phải lăn lộn ở ngoài đường đi tiếp thị. Thì cái ngày đầu mà tôi đến với nghề sale rất tình cờ, chuyên ngành học của tôi là kế toán kiểm toán, nhưng mà tôi đi xin việc một hai chỗ nó cứ hắt hủi, nó đòi hỏi kinh nghiệm rồi nó khắt khe tôi này nọ, tôi phát cáu phát điên bọn nó. Nên là tôi tự nhủ mình là mình sẽ làm bất kỳ việc gì và thằng nào nhận mình đầu tiên mình sẽ làm. Và tôi đọc được một cái mẩu quảng cáo là tuyển nhân viên phát triển thị trường, nghe rất oai, nó không nói nhân viên bán hàng, tuyển nhân viên phát triển thị trường. Chỉ cần cái này mày, sức khỏe ổn định, có xe máy, thông thuộc đường phố Hà Nội, không cần kinh nghiệm, rồi sinh viên rồi ra trường, it's me. Tôi nộp hồ sơ, nó tuyển tôi luôn. Nhìn thấy bóng dáng là xe pháo đầy đủ, tuyển tôi luôn. Tôi có biết đâu đấy là nó tuyển tiếp thị. Tôi nghe cái mác phát triển thị trường nó oai lắm. Rồi tôi bảo nó cứ nào nhận lắm, mình đi làm mà. Đó là cái duyên mà tôi đến với nghề sale. Và tôi vào thì tôi mới biết là à, hóa ra công việc là như thế. Nhưng mà thôi, mình đã vào rồi thì mình cứ cố gắng mình hoàn thành công việc cái đó. Và thế các bạn, nhiệm vụ của tôi những cái ngày đầu làm nghề sale là buộc cái thùng nhựa cổ tràng sau xe máy này. Các bạn biết những người làm thùng nhựa ngoài kia chứ? Vâng. Chất đầy hàng hóa vô đấy. Mỗi một ngày phụ trách một khu vực địa lý của một cái quận nào đó, và quần nát cái quận đấy. Tất cả những cửa hàng tạp hóa, đại lý lớn nhỏ, siêu thị mini vào đấy mà mời người ta mua hàng hóa của mình, tức là nhập hàng của công ty để về phân phối bán lẻ lại cho người tiêu dùng. Đấy, nhiệm vụ của tôi đấy. Và hàng hóa của tôi là giấy ăn này, bông tai này, bàn chải đánh răng này, kem đánh răng này, dao cạo râu này, có lúc bán cả băng vệ sinh nữa. Vâng, gọi là hàng tiêu dùng. Vâng, vui lắm. Tôi tư vấn băng vệ sinh nó buồn cười lắm. Vâng, thế thì cái duyên đấy là cái với nghề sale mà nó cực, nó vất vả. Ai đã từng là dân phiêu như thế là giơ tay cho tôi biết. À, ok, chúng ta đồng trải nghiệm. Mỗi một ngày đi khoảng 80 đến 100 cây số, nó cứ vòng vòng vòng, gặp gỡ khoảng 50 đến 80 cái nhà, chào hỏi, tám chuyện, kiểm tra hàng tồn, ghi đơn, giao hàng, thanh toán, thâu tiền đấy, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và tôi có một cái đặc tính rất đặc biệt, đấy là tôi đã không làm gì thì thôi, tôi đã làm gì tôi không chấp nhận cái vị trí thứ hai. Tôi lúc nào tôi cũng phải là best of the best. Đó là lý do mà tôi nỗ lực trong cái nghề sale. Tôi mới tham gia, tôi nỗ lực gấp 10 lần so với người khác, cộng với bản tính rất là thông minh và cực kỳ láu cá. Vâng, tức láu cá là thông minh ở cấp độ cao đấy. Vì 4 năm đại học thì tôi đi làm rất nhiều nghề rồi, tôi lăn lộn đủ mọi thứ, kiếm tiền đủ mọi thứ. Nên là tôi ở tuổi 22 nó khác xa với nhiều bạn trẻ tuổi 22 bây giờ. Và vì vậy chỉ sau 2 tháng thôi thì tôi là best sale của công ty đấy. Và rồi lần lượt sau có 1 năm tôi leo lên giám sát bán hàng. Giám sát vui lắm các bạn, giám sát được tháo cái thùng ra. Thế thì chỉ đi để dạy bọn nó về sale thôi, giám sát sẽ bọn nó bán hàng thế nào.
rồi phụ trách bán buôn, rồi phụ trách cả khu vực lớn, và rồi tôi trở thành giám đốc bán hàng toàn quốc chỉ sau có một năm mình bước chân vào nghề sale, chỉ sau đúng một năm rồi. Thì đấy là cái duyên của tôi với nghề sale. Sau lĩnh vực sau 2 năm trong cái ngành phân phối hàng tiêu dùng bán lẻ thì tôi thấy bắt đầu nó cực cực rồi, tiền nó không nhiều nữa. Thì cái thời năm 2001 chúng tôi có một cái mốt là những cái anh chị sale thế hệ mới trông lúc nào cũng áo trắng này, caravat này, rồi xách một cái ca táp nâu sổ trông cái dáng bộ nó chảnh lắm. Đấy là bán bảo hiểm nhân thọ. Năm 2001-2002 bắt đầu mốt khi Prudential vào đây. Và tôi nhìn thấy bảng lương của họ, tôi cũng choáng váng. Ui dồi ôi, hàng chục triệu, hàng trăm triệu mình mà. Trong khi mình làm sale quản lý lương chục triệu. Ui dồi ôi, tôi nghỉ. Mà trông bọn nó chảnh quá. Mãi sau tôi biết là trong cái cặp da nó chả có cái gì cả. Vâng. Chỉ mua 2 tờ giấy. Vâng. Thế là tôi bước chân vào cái lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Thì cái trải nghiệm 2 năm trong lĩnh vực đấy giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về nghề sale, đặc biệt là bán những sản phẩm vô hình và có giá trị cao. Thì cái tâm trí tuệ của bạn nó sẽ ở một tầm cao mới. Trong khán phòng của anh chị là bán bảo hiểm nhân thọ. Vâng, thì phải tôn vinh những cái anh chị bán bảo hiểm nhân thọ này, bởi vì các bạn nói thêm vài giây này. Đã bao giờ các bạn bán một cái sản phẩm cho cái thằng nào đấy mà nó không bao giờ được xài không? Bảo hiểm nhân thọ như thế. Mình chết cổ thì thật khác xài mà. Đúng không? Mình chết, tiền được trả và thần khác xài. Mà cái ví, cái hay của cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là mình không bao giờ được lấy ví dụ là khách hàng chết. Mặc dù sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nó bán họ chết được, không bao giờ, nó phạm lý. Mà chúng tôi chết hàng nghìn lần vì chúng tôi lấy ví dụ mình chết. Để bán hàng chúng tôi lấy ví dụ là mình chết. Anh chị tưởng tượng em bây giờ một vợ hai con thế này, mà vợ em đùng cái lần là chết rồi, vợ em khổ, con em khổ nheo nhóc. Nhưng nếu mà vợ con em phải chi trả tiền bảo hiểm tổng, tức là lấy mình là ví dụ ấy, đáng yêu lắm. Và tôi nhớ tôi bán với những cái hợp đồng mà có những hợp đồng tôi thu đến cả 2.5 tỷ phí bảo hiểm một năm. Mà bây giờ thì tôi không biết các anh chị thế nào, những cái hồi của tôi họ chi trả cho bảo hiểm nhân thọ xôm lắm. Cái phí năm đầu tiên có cái hợp đồng mà nó bự ấy, mà thời hạn nó dài ấy, thì đến 35%. Nhưng của năm đầu tiên đấy nhá, chứ không phải của 10 năm như thế mà chết à. Của năm đầu tiên thôi. Mà nếu mà 2.5 tỷ ấm lắm. Thì tôi ở trong cái lĩnh vực đấy 2 năm. Và sau đấy thì cái việc đi bán nó cũng cực. Mà tôi lại có khả năng huấn luyện đào tạo, nên là tôi lui về làm cái việc huấn luyện sale trong cái lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Đấy là một trải nghiệm. Sau đó thì tôi cũng thấy cái nghề này nó cũng up down vì phải bán căng quá. Lúc nào cũng phải duy trì cái doanh số cá nhân. Thì tôi có nghiên cứu một lĩnh vực gọi là lĩnh vực bán hàng trực tiếp. Bây giờ thì người ta gọi kinh doanh thương mại. Tôi nhớ cái thời năm 2002 tôi mới bước chân vào, người ta chửi rủa cái này nó ghê gớm, nó dữ dằn lắm. Bởi vì nó chưa có luật, nên là các công ty lừa đảo, các công ty chính thống nó cứ lẫn lộn với nhau. Nhưng mà hên là tôi tìm được một cái tập đoàn nước ngoài có bề dày cũng nhiều chục năm rồi, và họ làm việc rất chuyên nghiệp. Hên thôi, chứ tôi chả biết gì cả. Và tôi gắn bó với cái tập đoàn đấy 5-7 năm. Và trong khoảng thời gian ở đấy thì tôi xây dựng được một cái team sale có 50.000 người. Doanh thu mỗi năm ít nhất là 100 tỷ. Tiền của tôi ít nhất là 500 triệu một năm thu nhập. Đó là cái thành tựu của tôi trong cái lĩnh vực bán hàng trực tiếp. Và tôi có rất nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực xây dựng một cái team bán hàng trực tiếp như thế nào, thúc đẩy họ ra sao, huấn luyện đào tạo họ
như thế nào. Và khi có cái tin đó thì tôi đã bước chân vào cái thế giới huấn luyện từ những cái năm 2002, 2003. Thế các bạn, tôi đã bắt đầu bước chân vào cái lĩnh vực huấn luyện. Tôi nhớ là 25, 26 tuổi tôi đã đứng huấn luyện cả ngàn người. Nhưng mà đấy là quân xe của tôi. Tôi đứng huấn luyện cho họ, chứ chưa phải huấn luyện public giống như đào tạo các anh chị bây giờ. Vì vậy có thể nói trong lĩnh vực sale chỉ đến đấy thôi, tôi đã làm master. Thưa các bạn, các bạn cứ đi vòng quanh mà xem, tôi cười với các bạn, chả có cái ông diễn giả nào về sale có đa năng như thế. Nhưng với tôi thấy chưa đủ. 2009, 2010, trong cái nỗ lực đi tìm hiểu về sale cấp độ cao hơn, thì tôi có cơ hội may mắn gặp hai ông thầy. Một ông là Brian Tracy, một ông là Blair Singer, một ông là vua bán hàng của thế hệ cũ, là cái thế hệ mà bây giờ là toàn bảy mấy tuổi rồi. Còn một ông là Blair Singer, là vua bán hàng thế hệ mới, bây giờ khoảng 6 sọ. Thì hai cái ông này thì tôi học hỏi rất nhiều. Và tôi thấy rằng là cái việc bán hàng nó không cần có quá nhiều chiêu trò, nhưng bạn cần phải hiểu biết về tâm lý, hiểu biết về sâu sắc về con người và nhu cầu của con người. Và khi hiểu biết được điều đó, bạn sẽ biết cách bán hàng làm sao cho nó hiệu quả. Và từ đó thì năm 2010, 2011, tôi bắt đầu xây lại một cái giá bán hàng theo một cái mô thức tương đối đặc biệt, với cái cách tổ chức và hoạt động tương đối đặc biệt. Và tôi mong đợi rằng là khi các bạn làm chủ cái công việc bán hàng, thì như các bạn thấy, ở trong business chúng ta có hai cái team quan trọng. Team thứ nhất là team marketing, team thứ hai là team sale. Thì nếu là một doanh nghiệp lớn và hoàn hảo, hai cái thằng này nó phối kết hợp với nhau tốt, thì chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều những cái kết quả tích cực, nếu chúng ta có hai cái team này. Nhưng là một doanh nghiệp nhỏ mới, đôi khi cái thằng sale này của bạn có thể không ổn, có thể chưa tốt. Nhưng nếu thằng sale của bạn vẫn ổn, thì nó vẫn đem lại tiền của cho bạn. Nhưng nếu bạn chỉ có marketing mà không có sale, thì vẫn đứt. Các bạn đồng ý chưa? Nhưng nếu cái này bạn làm chưa tốt, nhưng cái này bạn làm tốt, thì bạn vẫn sống. Bởi vì đơn giản thôi, sale là cái thằng mang tiền về cho doanh nghiệp. Và tiền cho doanh nghiệp, nó chính là nó chính là máu trong doanh nghiệp. Vào bệnh viện các bạn sẽ gặp những cái vụ mà rất là thương tâm. Tất cả mọi thứ ổn, cơ quan nào cũng ổn, tất cả mọi thứ ổn, nhưng mà vẫn bình hương hòa. Vì là thiếu máu mà chết thôi. Đó. Mọi thứ ổn, nó cũng giống như một doanh nghiệp ấy. Sản xuất ổn, cơ ngôi ổn, nhân sự ổn, tất cả ổn, nhưng thiếu tiền chết. Và sale là cái thằng mang tiền về cho doanh nghiệp. Vì vậy, các bạn cứ làm chủ sale thật tốt, đặc biệt là với mô hình nhỏ. Marketing chưa ổn, nhưng sale ổn, vẫn có tiền trước cái đã. Và nếu mà trong cái lộ trình phát triển của doanh nghiệp, chúng ta có thể có mơ ước, chúng ta có thể có hoài bão, nhưng bước một của một ông startup là sống sót trước khi nói đến các ước mơ. Không sống được, đừng nói gì đến các ước mơ. Sale là team sẽ giúp các bạn sống sót. Và đó là lý do chúng ta có mặt ở đây. Và đó là lý do tôi sẽ nói với các bạn làm chủ mọi khía cạnh ở trong sale. Để đôi khi marketing của bạn không tốt, thì cái team hùng hậu này vẫn đem được máu về bơm doanh nghiệp của